Hello, mới có 10 giờ sáng cái này góc chia sẻ cho anh em. Sẻ chia và chia sẻ cho anh em một cái ban này. Và đặc biệt xe này thì ECM sẽ không đọc được thông số bởi vì nó là hàng quăng. Nhá. Và đặc biệt nữa anh em nào không có máy trên tay mà chúng ta muốn làm được con này thì chúng ta yếu tố phải học và có kinh nghiệm. Ok. Con này thì IC hàng quăng. Kể cả anh em có máy anh em cũng không đọc được dữ liệu đâu, đúng không ạ? Con đi xe này nó chỉ có trạng thái là nổ được thôi, khởi động được nhá. Còn bình thường anh em đọc thông số sẽ không được. Đây, hàng quăng mà. Đấy thì anh em vô xem thì bây giờ Tuấn like mà đáng lẽ buổi trưa mà Tuấn phải nghỉ mệt lắm, dạo này hơi bị mệt nên bất kỳ giờ nào thích thì mình like. Anh em nào không xem trước thì chúng ta xem lại clip. Thì một con xe này hao xăng hay không hay là khó nổ thì con xe này nó bị hư cái xả áp nhá, thì cố gắng nắn nót lại thì nó chỉ được 3 kg thôi, bình thường đưa lên 3,5 kg thì bình thường, nhưng nó sẽ không xả và đồng thời nó lại hoạt động lại bình thường. Thì con xe này cố gắng làm nổ rồi mà khách hàng còn bảo hao xăng ấy thì anh em phải tư vấn ở kim này. Thứ nhất cái này anh em không có thiết bị máy, và cái thứ hai là có cái xe hàng quăng thì anh em phải mở buji, đó là chúng ta chuyên nghiệp. Một anh em thợ chuyên nghiệp hồi giờ thì tất cả xe được ăn hay là thiếu xăng phụ thuộc vào cái buji hết, đúng không? Thì anh em nhìn quen thì chúng ta cứ nhìn vào cái buji. Đó là con xe này thật sự Tuấn cũng như anh em cũng là một tay nghề bình thường, không có thiết bị máy kiểm tra. Và đặc biệt con đi xe này Tuấn đã nói rồi, nó mất trạng thái bởi vì hàng quăng mà. Đi xe này nó chỉ có tác dụng là nổ được thôi nha anh em. Đấy, loại này loại rẻ tiền này có vài trăm ca. Đấy, anh em thợ nào thay. Và con xe này bị chết nguồn 9V, cắt bỏ luôn. Đúng không ạ? Cái này đấu ở bên trong rồi. Đầu khóa là có 3 dây. Đấy, có dây màu hồng. Đúng không ạ? Ok. Thì hôm qua giờ đúng không ạ, xe này thì gặp xe khách hàng, khách hàng này lại không có tiền, đời nó khổ. Nên sống ở đời không có tiền thì nó cũng khổ, tiền nhiều cũng khổ, nhưng tiền để làm gì? Tiền để giúp cho chúng ta có mục đích sống, có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hơn. Khi một con xe này hư chúng ta có sửa, có tiền để sửa chạy cho ok hơn. Tiền là mục đích làm chúng ta sống. Ok. Đấy, tiền là mục đích để chúng ta cần gì, để chúng ta mua và phải khắc phục ngay ở điểm yếu. Đấy thì bây giờ Tuấn đã đắn đo và làm cố gắng cái này, đang sẽ phải thay cái bộ bơm xăng này. Thật sự nhưng cái áp nó quá heo rồi, nó xả như một cái thác nước, nó không cầm cự được nhiều, đúng không? Áp thì đương nhiên xả một phần nào, nhưng cái áp này xả tông tổng luôn, nó bị mục hết rồi nha anh em. Cố gắng bịt đầu bịt cuối lại để cho nó giữ ở trạng thái khoảng gần 3 kg xăng. Thì xe này đương nhiên phải hao xăng rồi, đó là quy luật, không cần phải dùng máy, nhìn cái kim phun là biết, mở buji ra là biết. Rồi Tuấn sẽ test cho anh em. Đấy thì anh em đừng quan tâm khi mà tại sao chúng ta bật khóa điện áp lại lên 2 kg nhưng trong vòng 3S nó lại tụt thì bình thường, bởi vì bộ bơm xăng này nó có cái xả nhá. Thì đương nhiên IC không dập mát cho nó nữa thì đương nhiên nó phải xả áp, đó là quy luật. Còn khi mà chúng ta kích hoạt để nổ thì lúc này IC dập mát liên tục cho bơm xăng thì đương nhiên áp phải trên 2 kg nổ. Đấy, ok chưa? Tuấn cố gắng làm nó khoảng được 2,9 kg, đó là ở trạng thái nổ garanti 1.600-1.700 vòng trên phút. Thấy em không? Đó là 1.600-1.700. Thì anh em muốn test cái bơm xăng này ok thì chúng ta phải thử ở trạng thái dòng tua máy lớn để xem bơm. Đấy. Đấy, cái này là Tuấn chia sẻ
để cho anh em nào gặp phải xe này trong tay lại không có điều kiện mua máy, gặp ngay con lyse hàng quăng, thì chúng ta phải dựa vào gắm vào cái kinh nghiệm hồi giờ chúng ta đúc kết được. Nhưng kinh nghiệm này anh em phải học hỏi thì chúng ta mới có kinh nghiệm, đúng không ạ? Đấy, chứ không phải là không không chúng ta làm xe mà chúng ta là có những cái cơ bản như này không, rất khó. Thì một con xe đây khó nổ, đầu tiên khách hàng mang vào không nổ, Tuấn đời nào vệ sinh động ga đâu anh em ạ. Nên một con xe tất cả ở trên Việt Nam anh em thợ yếu cứ xe để khó nổ không nổ, anh em tháo ra múc cái họng ga này, Tuấn để im đây cho anh em xem, anh em thấy không, nó còn rất nhiều đất. Ok, nên chúng ta làm nghề chúng ta phải biết phân biệt và loại trừ. Không phải là một con xe vào để không nổ hoặc để khó nổ, các bạn cứ mơi họng ga ra rồi reset cài đặt đồng bộ thì cái xe này làm sao mà cài đặt được. Ồ, đi xe quăng mà. Ok nhá, thì cần gì đâu phải đồng bộ họng ga, đồng nhất họng ga cái gì, bởi vì nó chưa được chuẩn thì nó không cho phép nổ. Ok không? Ok thì mới anh em chia sẻ đi, để cho những anh em nào tay nghề yếu người ta biết. Đó, đây. Phần này rất dơ đúng không ạ? Dơ không? Có dơ không ạ? Đấy, thì anh em hãy chia sẻ đi cho nhiều anh em nào ấy, người ta ít va chạm, người ta biết để người ta học hỏi và người ta có thêm kiến thức. Đấy, xe này thì đương nhiên động cơ này và hệ thống họng ga này, cảm biến này, van galanti này, PACV được IC điều khiển nó rất ghê. Đúng không? Quan trọng áp tốt. Ok. Lửa tốt, súp bắp và kim phun này, xe phải nổ. Được chưa? Thì cái này ấy Tuấn không thể chia sẻ được nhiều, cái này Tuấn đã chia sẻ trong nhóm học. Anh em cứ ba rem như vậy anh em làm. Còn cái này ấy, năm sợi dây này thì anh em mở tài liệu ra, nó có cái gì đâu. Hư dây nào nó báo lỗi dây đó. Báo một lần 3 lỗi thì mát, báo lần 2 lỗi thì nguồn 5V, còn báo đơn lẻ MAP riêng, IAT riêng, tay ga TB riêng. Đấy, chúng ta nhìn lên đồng hồ. Ok, đó là xe zin nhá, thì xe zin. Hoặc anh em nào có máy chúng ta đọc một lần có 3 cái lỗi. Lỗi số 1, lỗi số 8, lỗi số 9, kiểm tra ngay dây MAP. Ok. Đấy, một ngày nào đó xuất hiện cái lỗi số 1 và số 8, kiểm tra nguồn 5V. Như vậy thôi. Rồi bật lên 2,5 kg tụt về để im mê luôn, khỏi cần bật nữa bởi vì chúng ta nó nhồi rồi. Bây giờ anh em chỉ cần nhấn công tắc nổ ngay. Ok chưa? 2,9 kg. Ok. Nhưng đây mới là ở trạng thái nổ garanti. Anh em thấy xe này heo không? Nhìn nó heo thế này mà nổ garanti đạt không? Tròn êm ro. Nó đang ở trạng thái garanti ở 1.600 vòng trên phút. Thì chúng ta phải nhịp ga để cho dòng tua máy lớn hơn, để xem áp có thay đổi nhiều không. Chứ không phải nổ máy áp 3 kg mà chúng ta cứ nghĩ rằng thành công. Khi chạy có tải có thể nó tụt xuống 1,5 kg. Anh em hiểu không ạ? Phải kiểm tra kỹ trước khi giao một con xe đời nhà Tống. Áp này Tuấn bịt bớt cho nó xả nhỏ lại. Thì anh em cứ hiểu nôm na áp là cái gì, đúng không ạ? Nó là một cái xả như một cái cống đơn giản. Anh em muốn to được to, muốn nhỏ được nhỏ, chúng ta có thể bóp. Nhưng anh em đừng bao giờ nghịch như vậy. Cứ thay. Trừ khi tình trạng nào
thay một áp bơm này, nhưng nó chỉ có hơn 1 kg, thì lúc đấy anh em mới xử lý áp. Còn bình thường thay một áp bơm này zin trên 2 kg, kệ nó, không có được trọt trong này nhiều, nó hư hết. Đấy, mới bố cứ tháo ra, mới bố cứ trọt ở trong này nó hư hết. Trừ khi nào hay một cái tụ bơm vào mới ok, hàng tốt. Nhưng áp chỉ có một hơn 1 kg thì lúc này áp xả quá nhiều, chúng ta mới cố gắng xử lý lại. Còn nếu zin cho phép trên 2 kg, chúng ta không có đục và trọt trong này. Anh hiểu không? Đấy, hơn 2 kg áp sẽ đẩy và nén thẳng tới kim. Thì lúc này sẽ dập mát, tín hiệu sung, thì lúc này kim sẽ mở, đúng không ạ? Này, mở ở thời gian full dài hay là ngắn, yếu tố tiếp tục phụ thuộc vào con IC. Dài ra có nghĩa là sao? Để cho đủ cái lượng xăng cung cấp, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải nhìn thông số nằm trong dài hay không. Còn bây giờ không phải là phun nhiều quá mà thông số lại không nằm trong giải O2 thì đương nhiên kim đang có vấn đề, đúng không ạ? Áp sẽ không bao giờ trên 4 kg là tuyệt vời, bởi vì cái kim chúng ta có mắt, chúng ta phải nhìn và chúng ta phải quen. Mở hai con ốc T10 này ra, quay lại, bật khóa điện nhồi cho nó khoảng 4 lần, kiểm tra kim có bị rò rỉ không. Đấy, đó là kinh nghiệm, đó là anh em chưa có điều kiện mua máy. Còn thật sự bây giờ công nghệ bằng máy móc test cái kim này trong vòng 30S, hoặc anh em nhìn quen, chúng ta có thể kích hoạt đề nổ full ở trạng thái kim này nó có tơi không, có cục không, có nhỏ giọt hay không. Yếu tố anh em phải có kinh nghiệm. Như một con xe này mang vào bình thường đề rất khó nổ. Đấy, gặp một anh em nào chưa có tay nghề thì con xe này đảm bảo Tuấn bảo mở phải băn ta lông. Đấy, lại bổ máy này, xúc rửa họng ga làm tá là đi tung hết, đúng không ạ? Đấy, nên này là mình chia sẻ nhá. Ok, để nổ cái nữa, căng led 2 kg dưới, xả về 0-0, kích nổ sẽ bơm lên 2 kg 9. Rồi ra. Ok chưa? Đấy. Với Đình Tuấn là làm con xe này mới khó thôi này. Thật sự một con xe này bây giờ cho Tuấn làm Tuấn rất sợ. Đấy. Nhưng con xe này tình nghĩa anh em, xóm làng bảo anh Tuấn cứ dọn đi, cái này chỉ sơn dàn sườn thôi, nó bị mục, dàn chân không có sơn, tí rửa giấy. Với Đình Tuấn thì con xe này cực kỳ là khó, cái gì nói thật. Còn cái động cơ này Đình Tuấn lắp trong vòng phút mốt. Phút mốt thì nói quá, có khoảng gần 30 phút. Không dùng khò luôn, đẩy vào ốc. Trước khi Đình Tuấn lắp thì tất cả anh em phải rửa nó sạch như thế này. Nghe được không? Nó phải sạch ở trạng thái xúc bắp, xăng và lửa. Và cái đầu này phải sạch. Đấy, không còn bao giờ cổ hút, cổ xá. Đây. Ok, O2. Ngoáy sạch sẽ. Để đây.
thì tất cả đều vào OK. Lưu ý là máy xong cái phốt này thay bỏ. Phốt này được mang ký hiệu, những cái dòng A-Black 125 này được mang ký hiệu 2032. Còn cái loại kia là 19,830 nhá. Đấy, 125 này thì nó 2032. Nó xài chung với cái phốt cốt lắp bên nồi côn. Còn đời trước là 19,830. Anh em háo ra thay. Kể cả xe chạy lâu, háo ra làm luôn bộ bơm nước, thay bộ phốt, phốt nước, phốt nhớt luôn. Sau này đỡ hao nhớt, dỉ ra cái lỗ. Đúng không ạ? Thay. Con xe này làm rất nhiều tiền ở đây. Lột gen. Đấy. Biên là phải ép như thế này. Em thấy không? Nó phải nhẹ. OK. Đó, thợ tiện ép biên là phải ép như thế này. Chứ không phải là ép là lấy tay phải để như này nó không chạy đâu. Ôi trời ơi, bên này phải ép như này đúng không ạ? Nó bị sượng. Đây. Chúng ta phải cầm cái tay để chúng ta có cảm giác. Đó là Tuấn chia sẻ cho anh em về tất cả hệ thống điện, nồi niêu, xoong chảo, gen. OK. Cái này chút xíu xịt miếng nhớt vào thì nó rất nhẹ thôi. Đấy, xịt vào hai khe này. Bi mới luôn. Cái gen này làm hết gần 1 triệu. Bởi vì cặp bi này rất mắc. Nhá. Bi này mắc lắm. Đấy, cái gen này phả gần 1 triệu ấy. Tay bi lột hết. Con máy này làm xong rồi hết 2 triệu. Tiền đồ không rất nhiều. Rửa láng o hết. Để đây tôi sẽ lắp. Đây. Kêu canh 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 ngày hôm qua live stream. Thấy chưa? Và Tuấn chia sẻ với anh em là nhiều xe này bây giờ tay biên nó quá dở luôn. Thật sự những cái dòng xe đời mới bây giờ Honda sản xuất mới tay biên này thì cực tệ. Tay biên. Tôi nói thật, những hàng này bây giờ nó ra sản xuất rất dở. Vậy thì anh em thợ mới có công việc mà làm. Nó không còn tay xịn như ngày xưa đâu. Đúng không ạ? Đồ bây giờ rất kém và rất kém chất lượng. Đấy, và chút xíu rửa sạch hết với cái này. Lắp máy xong rửa sạch luôn, thay cái phốt này luôn. Thay phốt sau luôn, thay hết. Riêng Tuấn làm phốt là phải thay hết. Kể cả không xì cũng phải thay. Bởi vì nó đang ở trong giai đoạn gần xì. Bởi vì phốt nó sẽ bị chai, đồng thời và bị cứng. Bởi vì nó nằm ở trong động cơ, nằm ở trong trạng thái rất nóng, đúng không ạ? Nên chúng ta phải thay, thay thế. Đây, như cái này này, nó cứng như thế này này. Nó cứng cao su thì đương nhiên nó sẽ không còn cái sự ôm vào cái gen. Đấy, vào cốt gen được. Thì đương nhiên trước mắt anh em là chưa xì. Nhưng ngày mai, ngày mốt nó sẽ bị xì. Xì vào đây thì đương nhiên nó sẽ ra dầu vào cuộn điện. Đấy, dính tè lay hạt me vào CKB cuộn điện. Và đồng thời bu lăng, hít bụi. Rất cứng anh em thấy không? Đấy, nên chúng ta cứ nghĩ rằng tiết kiệm, đừng bao giờ tiết kiệm những cái phốt này. Để tránh tình trạng chúng ta hạ máy lên, hạ máy xuống, nhiều lúc nó chỉ là nhớt, nó xì và nó nhiễu và nó nhão. Kể cả bộ phốt bơm nước đục ra thay luôn cho an toàn. Được không? Chia sẻ như vậy anh em thấy OK không? Đó là góc khuất chia sẻ. Còn anh em nào nhận được tài liệu online trong vòng 3 đêm thì chúng ta chuẩn bị học vào đêm 25 tháng 8. Tuấn sẽ liên hệ và đưa tất cả anh em mấy chục người vào cái nhóm để chúng ta được học 3 đêm về những cái cơ bản hoạt động như thế nào. Nếu anh em nào cảm thấy OK hơn thì chúng ta tham gia tiếp tục
một cái khóa học sâu hơn. Tuấn hy vọng những cái gì mình làm được thì sau này tương lai anh em cũng thành công và có thể hơn thế. Ở quê mà không cần phải đua đòi bon chen, cứ tiền tèn cuộc sống cho nó ổn định, đúng không ạ? Sống làm sao cho tốt là được rồi. Giàu sang phú quý cũng chẳng được gì đâu. Càng muốn kiếm tiền nhiều thì cái đầu các bạn và anh em nó phải căng cái não lên, đúng không ạ? Rất mệt, bởi vì muốn kiếm đồng tiền nhiều thì nó rất mệt, bởi vì Tuấn cảm nhận được cảm giác như vậy nên chỉ biết chia sẻ anh em thôi. Đấy, còn nhiều khi khách hàng làm xe đấy, những anh em tay thợ ở quê lâu lâu đợp được con xe AB đấy, anh em tiết kiệm Ford chẳng thay, Bizen chẳng thay, đúng không ạ? Xong khách hàng cứ nghĩ như vậy là rẻ, nhưng thật sự cái gì nó có cái giá của nó khi làm động cơ. Nhiều lúc trước mắt không hư, nhưng rồi nó sẽ hư rất sớm, trong vài ngày hoặc là vài tuần. Đơn giản cái phốt, đúng không ạ? Nó hoạt động quá nhiều, thì đương nhiên nó phải biết. Nó làm việc quá lực thì đương nhiên nó sẽ bị suy nhược cơ thể, đúng không ạ? Nó như anh em chúng ta thôi. Nhưng đôi khi chúng ta lại cũng biết nói, cũng biết suy nghĩ, nhưng đôi khi chúng ta lại làm quá nhiều nên đôi khi nó sẽ suy nhược. Đấy, còn cái này Tuấn chia sẻ luôn. Sen cam chưa kêu thì các bạn cũng thay. Các bạn phải nhìn vào cái mắt này cho tôi. Đấy, các bạn có nghĩ rằng sen cam nó chưa kêu nên các bạn để lại, thì các bạn phải hiểu rằng đây này nó quá mòn rồi này. Đấy, cái nhông cam này nó ăn vào cái sen này, các bạn thấy không? Rồi đấy, các bạn thấy không? Nó mòn quá trời mòn. Nên các bạn cứ nghĩ rằng ừ, lại tiết kiệm sợi sen cam. Đặc biệt những anh em ít va chạm, và đặc biệt khách hàng người ta phải hiểu, đã làm tới cái máy thì đương nhiên sẽ không bao giờ tiết kiệm để cho nó ngon. Tại sen cam chưa kêu chúng ta tiết kiệm, chúng ta biếng chịu nhìn. Tại sao tất cả chúng ta không chịu quan sát và chúng ta không chịu nhìn thì đương nhiên chúng ta sẽ thất bại trong tương lai. Hãy nhìn xa, xa hơn nữa, đúng không ạ? Đấy, và cuộc sống hãy sống làm sao để cho nó thoáng ra, để cho nó thoải mái, đừng có ém. Đây, anh em thấy sen không? Đấy, nó rất mòn này nè. Đấy, nó ở hai cái men này. Đây, đấy, đây cái này nó mòn chùi lùi này. Nên với tính toán làm thì không bao giờ đừng có bảo đắt mới rẻ ở đây. Đấy, cái này gặp anh em thợ khác người ta thấy sen cam là còn ngon quá, nhìn bên ngoài thì ngon nhưng chúng ta phải tỉ mỉ. Nên có nhiều anh em đi học ba cái lý thuyết phọt phẹt ở trên mạng Facebook, về nhà anh em làm không được đâu, bởi vì đó chỉ là cái lý thuyết, đúng không ạ? Đó chỉ là vài sợi dây điện, vài cái hệ thống phun xăng điện tử, học sâu về vài con cảm biến để làm cái gì? Tại sao nhở? Chúng ta hãy nghĩ thoáng ra, đừng có nghĩ sâu xa về những con cảm biến quá, hư thay. Thế thôi, chúng ta đừng có đào sâu về những cảm biến đau đầu. Đấy, cứ học sâu về những cảm biến nhiệt này làm cái gì? Cứ miếng sao nó có hai sợi dây, biết nó hư hoặc là nó già, xuất hiện cái lỗi số 7 là thay. Thế thôi. Đấy, anh em chịu khó làm giấy cạc tông rửa chúng ta cho sạch. Khi mà lắp máy ấy, cái tay phải sạch. Cái tay Đình Tuấn này vẫn chưa cho phép lắp máy cho từ bởi Tuấn đang live stream sạch, đúng không? Đấy, cái này vẫn chưa sạch đâu, lau xịt cho nó sạch sẽ. Làm xe ga mà. Đấy,
có những gì có chia sẻ tới đây thôi. Chúc tất cả anh em chủ nhật sức khỏe, tiền tài hôm nay không kiếm thì ngày mai, quan trọng là sức khỏe. Rồi xin phép chào anh em. Bởi vì Tuấn định để trưa chia sẻ cho anh em, nhưng thật sự trưa Tuấn rất mệt. Để dạy xong đêm nay Tuấn nghỉ 2 ngày và tiếp tục dạy cho anh em trong vòng 3 đêm để anh em biết về những kiến thức cơ bản. Còn anh em nào muốn chuyên sâu hơn thì chúng ta tiếp tục tham gia khóa học 14 đêm. Xin chào.